Bảng Anh trôi chảy nhưng không biết học thế nào cho hiệu quả. Hãy dành ra 2 phút để tìm hiểu 4 bước học tiếng Anh với ứng dụng eJoy English nhé. Bước 1. Chọn video. eJoy có hơn 60.000 video thuộc nhiều chủ đề khác nhau ở tất cả các trình độ để bạn tha hồ lựa chọn. Bạn nên chọn video phù hợp với 3 tiêu chí. 1. Video thuộc chủ đề bạn ưa thích để có cảm hứng học. 2. Video có độ khó không quá chênh lệch so với khả năng tiếng Anh của bạn hiện tại. 3. Video có độ dài không quá 3 phút để dễ dàng luyện tập kỹ năng nghe và nói. Bước 2. Xem video. Ở bước này, bạn hãy tập trung nghe và đoán nội dung để hiểu video nhé. Nếu bạn gặp phải từ mới, chỉ cần bấm vào từ để tra nghĩa Anh-Anh, Anh-Việt và cả cách phát âm của từ. eJoy còn giúp bạn dễ dàng tra nghĩa của một cụm từ, chỉ cần chạm và kéo chọn cả cụm từ đó. Đừng quên lưu từ mới lại để ôn tập bạn nhé. Bước 3. Thực hành nghe, nói với video và ôn tập từ vựng. Sau khi lưu trên 3 từ mới, bạn có thể chơi game ngay trên video. Game chọn đáp án đúng Multiple Choice và điền từ Fill in the Blank giúp bạn nhớ được mặt chữ của từ mới, đồng thời luyện khả năng nghe. Game Speaking giúp bạn thực hành kỹ năng nói và thành thục cách phát âm của từ vựng. Công nghệ nhận diện giọng nói của eJoy sẽ chấm điểm và chỉ rõ lỗi sai trong cách phát âm của bạn. Tiếp theo, bạn hãy luyện tập nói nhại, shadowing, với video vừa xem. Bắt chước ngữ điệu của nhân vật trong video càng giống càng tốt. Đây là cách luyện nói cực kỳ đơn giản và hiệu quả, nên hãy kiên trì bạn nhé. Bước 4. Ôn lại từ vựng hàng ngày bằng cách hoàn thành Daily Challenge. Vào mục Game Center, chọn Play Now. eJoy sẽ nhắc bạn ôn tập từ và cụm từ mà bạn sắp quên nhờ thuật toán lặp lại ngắt quãng. Phương pháp này sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng mãi mãi mà ít tốn công sức nhất. Learn smart, don't learn hard. Hơn 100.000 học viên đang học tiếng Anh trên eJoy, còn bạn thì sao?